Vượt qua những khó khăn do tác động của dịch COVID-19, sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện Kim Sơn vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá nhờ phát huy thế mạnh về lao động và các nguồn lực tại chỗ. Tại doanh nghiệp này, uy tín về chất lượng sản phẩm ngày một được nâng lên. Hiện công ty có trên 100 lao động thường xuyên, lương bình quân đạt từ 4,5 triệu đồng một người một tháng. Để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của khách hàng quốc tế, công ty đã xây dựng hệ thống sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất cho đến nhà xưởng. Doanh nghiệp đã cố gắng cải tiến mẫu mã và tìm thêm thị trường mới, tham gia hội chợ và chào những mẫu mới qua những hình thức là làm những gian hàng 4D. Để đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, huyện Kim Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất cũng như phát triển các ngành nghề mà huyện đã có nền tảng và lợi thế theo hướng chú trọng đổi mới công nghệ, thiết bị, tổ chức và quản lý sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đến nay, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đang tạo việc làm thường xuyên cho gần 10.000 lao động, thu nhập bình quân từ 4 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Các sản phẩm từ cói, bèo bồng, đồ gỗ, đan lát thủ công tăng trưởng khá do thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản tiêu thụ trở lại, giá tăng. Do đó, địa phương đang khuyến khích các cơ sở đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm đơn hàng xuất khẩu, việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhiều hộ gia đình trong các làng nghề đã mạnh dạn đầu tư máy móc, sản xuất nhiều mặt hàng thủ công có giá trị kinh tế cao. Mong muốn là làm sao mà lãnh đạo ở đây thì có nhiều các đơn hàng để cho những người công nhân ở đây này thì là có công ăn việc làm để kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống cho gia đình. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt gần 2.000 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 42 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với năm 2021. Các doanh nghiệp đã tập trung cải tiến mẫu mã, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm mới theo đơn đặt hàng của khách hàng. Thời gian tới, huyện Kim Sơn tiếp tục quan tâm thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thương hiệu cho các làng nghề truyền thống và thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp thuê đất tại cụm công nghiệp Đồng Hướng giai đoạn 2.